Điểm tin bóng đá 24 giờ sáng 28 tháng 11, Ronaldo nhận lời đề nghị 186 triệu bảng để đá ở Ả Rập. Hợp đồng của Cristiano Ronaldo với MU đã bị xé bỏ sau vụ lùm xùm trong tháng 11 này. Trước đó, trong suốt cả mùa hè, CR7 cũng không thể tìm được bến đỗ mới. Trong bối cảnh đó, tuy câu lạc bộ Al Nassr không thể mang đến bầu không khí bóng đá châu cho Ronaldo, bù lại, họ sẵn sàng mang đến cho anh một bảng đồng siêu khủng. Cụ thể, đội bóng Ả Rập sẵn sàng đưa ra đề nghị trị giá 186 triệu bảng trong 3 năm cho ngôi sao người Bồ Đào Nha. Roy Keane, Messi đá rất bình thường. Lionel Messi đã ghi bàn mở tỷ số cho Argentina ở hiệp 2 trước khi Enzo Fernandez ấn định chiến thắng trước Mexico ở phút 87. Tuy nhiên, cựu tiền vệ Roy Keane nói trên kênh ITV1 như sau: "Đó là điều mà tất cả những cầu thủ vĩ đại này làm. Bàn thắng đó mang tính khoảnh khắc với pha đỡ bước 1 và cú dứt điểm ấn tượng. Ngoài pha bóng đó ra, Messi đá rất bình thường. Hai bàn sau hai trận đấu, bạn không thể nào loại trừ những cầu thủ như thế này." Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.